Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn cách để có thể vẽ 3D bằng gel. Mẫu hôm nay sẽ là mẫu hoa hồng salon. Anna sẽ chuẩn bị trên một cái nền ombre trắng hồng sẵn. Chúng ta sẽ đi một lớp top lên trước. Chúng ta sẽ sử dụng gel vẽ 3D của ENF màu trắng. Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ như sau. Đối với móng này Anna sẽ design phần này chính là hoa, phần này chúng ta đính đá. Vì thế chúng ta sẽ vẽ phần này trước. Các bạn sẽ dít gel, dít như thế này ở bằng đầu mũi cọ. Chúng ta sẽ vẽ một cái xoắn ốc nhỏ như thế này. Đây là gel 3D và chỉ có gel 3D mới có thể vẽ 3D. Đây là đường cong nhỏ, dáng của hoa hồng như thế này. Rồi lần lượt vẽ những chữ C nhỏ ôm lấy. Chúng ta sẽ dít nhiều gel để nó nổi lên. Các bạn có thể thấy được gel 3D của chúng ta nổi 3D lên như thế này. Lần lượt vẽ những chữ C ôm lấy nhau, ôm lấy tầm. Đây, chúng ta đã có một cái hoa hồng nhỏ. Chúng ta sẽ làm hoa hồng này lớn hơn một chút xíu nữa bằng cách là làm thêm tầng lá bên ngoài. Rất đơn giản và nhanh chóng là chúng ta sẽ có một mẫu nhỏ. Chúng ta sẽ thao tác tương tự thêm hai cái hoa hồng nhỏ bên hông nữa. Ngay đây, Anna sẽ cho một cái hoa hồng nhỏ, cũng là một chữ C, rồi các chữ C bên ngoài ôm lấy nhau. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đính đá lên thêm để trang trí. Anna sẽ sử dụng gel đính đá. Đây là bên trong của gel đính đá, cho các bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ lấy cây cọ dít một ít gel đính đá ra như thế này, cho lên móng, cho đủ lên, không quá thừa và cũng không quá ít. Nơi chúng ta muốn đính đá đến đâu thì cho đến đó, vì là gel nên nó sẽ không khô đến khi nào chúng ta hơi đèn cố định. Như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cho đá lên. Sau khi đã cho đá và cho bi lên thì mẫu móng của chúng ta sẽ trông như thế này. Chúng ta sẽ cho đi hơ đèn để cố định lại phần gel đính đá này. Sau khi đã hơ đèn cố định phần gel đính đá thì mẫu móng của chúng ta cũng đã hoàn tất. Đá của chúng ta đã cố định. Các bạn có thể thấy được gel vẽ 3D nó sẽ lồi lên mặt phẳng như thế này. Vậy là Anna vừa chia sẻ xong với các bạn cách để có thể vẽ gel 3D. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu có thắc mắc, mời comment bên dưới.